căn cước công dân, thẻ ngân hàng, để ở đâu cho an toàn nhỉ? Cất ở trong ví, cất ở trong túi đi. Quý vị nghĩ như thế đã an toàn hay chưa? Tôi nghĩ là chưa. Mặc dù trong tay của quý vị vẫn đang sở hữu những tấm thẻ như thế này, nhưng ở trong một số trường hợp, có thể nó đã bị mất từ rất lâu rồi. Cái mất ở đây không phải là mất những cái tấm thẻ vật chất như thế này, mà chính là mất những nội dung, thông tin bên trong. Cuối năm ngoái, anh Nguyễn Thái Khoa bỗng nhận được giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Lý do triệu tập là vì có người tố cáo anh nhận gần 200 triệu đồng nhưng không trả qua một số tài khoản mang tên của anh được mở tại một chi nhánh ngân hàng có trụ sở Hà Nội. Anh Khoa rất ngạc nhiên, mặc dù tên tài khoản và địa chỉ đúng là của anh, nhưng anh chưa từng đến Hà Nội và cũng chưa từng mở số tài khoản này. Anh đã phối hợp với cơ quan công an và cung cấp đầy đủ chứng cứ chứng minh. Tức là cái đối tượng nó dùng cái tên của mình để mở thôi. Chứ anh không quản lý về mặt đúng rồi, tức là trên đó nó có số điện thoại rồi có email đó, nhưng mà cái đó không phải là của mình. Cũng bất ngờ là mình không biết là nó có cái tài khoản đó luôn nữa. Điều ngạc nhiên hơn nữa là mới đây, làm việc với Chi cục Thuế quận 7, anh Khoa còn phát hiện ra mình còn đứng tên thành lập 4 doanh nghiệp, mặc dù anh không hề thành lập và biết gì về sự tồn tại của những doanh nghiệp này. Bên Chi cục Thuế quận 7 mới báo là mình đang đứng tên 4 cái doanh nghiệp. Và 4 cái doanh nghiệp này thì nó tồn tại ở 4 cái quận khác nhau và mình cũng không hề đăng ký những cái doanh nghiệp này. Chứ là cái căn cước của mình thì không mất, mình vẫn đang giữ cái căn cước. Nhưng mà không biết là cái thông tin đó nó lọt ra từ cái nguồn nào thì mình cũng không biết chính xác. Lúc mà tôi lên sở kế hoạch đầu tư tôi hỏi thì người ta nói là bây giờ chỉ đăng ký online thôi. Tức là đăng ký thông tin online thôi thì sẽ được cấp cái giấy phép kinh doanh. Quá buồn cho anh Khoa khi 4 doanh nghiệp mạo danh anh lại đang dính dáng đến việc huy động vốn lãi cao và có dấu hiệu lừa đảo với hàng trăm tỷ đồng, khiến anh phải mất thời gian để phối hợp với các cơ quan chức năng để chứng minh mình không có liên quan. Theo luật sư, thì những đối tượng lừa đảo sẽ tìm cách sở hữu các tài khoản ngân hàng với người đứng tên bất kỳ thông qua việc đi thuê lại các tài khoản ngân hàng của sinh viên, người ở quê hoặc đối tượng sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác để đăng ký mở tài khoản ngân hàng online từ xa. Nguồn chứng minh nhân dân, căn cước công dân có thể thu thập từ giấy tờ bị mất, đánh cắp hoặc mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Mở tài khoản ấy là một trong cái khâu quyết định ở cái việc mà tiền nong nó bị chiếm đoạt hay không. Nếu như tài khoản đúng ấy, thì không ai sẽ dám làm cái việc lừa đảo như vậy. Cái giải pháp công nghệ trước đây chúng ta không làm được, cho nên đôi khi người ta chỉ cần photo cái chứng minh nhân dân cũng có thể mở tài khoản. Vì vậy, nếu không cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân, thì bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của chiêu trò giả mạo tài khoản. Chứng minh thư, căn cước công dân, thẻ ngân hàng, dù vẫn ở trong túi, trong ví, nhưng chưa chắc đã không bị mất thông tin. Từ ngày 1 tháng 10, theo thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng khi mà đăng ký mở thẻ hoặc là ví điện tử trực tuyến thì đều phải thực hiện sinh trắc học. Điều này sẽ giúp gia tăng tính bảo mật cho tài khoản và an toàn hơn trong các giao dịch trực tuyến. Thay vì phải đến trực tiếp ngân hàng như trước, người dân đã có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến ngay trên điện thoại. Nhanh gọn, thuận tiện mà vẫn bảo mật thông tin nhờ xác thực sinh trắc học. Đỡ mất công mình nhập các thông tin mà nó có nhanh gọn, chỉ cần quét mã một phát là xong luôn. Thuận tiện cho người dùng, cũng an toàn cho ngân hàng khi hạn chế được rủi ro kẻ gian sử dụng giấy tờ giả mạo. Chỉ có chủ tài khoản đấy mới sử dụng được cái tài khoản đấy, mới thực hiện được các giao dịch trên tài khoản đấy. Thế thì nó sẽ loại bỏ được rất nhiều các tài khoản rác, tài khoản thuê mượn hay là nhờ mở hộ, hoặc là những cái tài khoản mà trước đấy mở ra nhằm những cái mục đích nó không trong sạch. Và chúng ta sẽ ngăn chặn được cái việc đấy. Các tài khoản đấy đâu có giao dịch nữa, tự vô hình dung một thời gian sau nó sẽ loại khỏi hệ thống. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ khi áp dụng xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo trong tháng 8 đã giảm còn một nửa so với trung bình 7 tháng đầu năm.
số lượng tài khoản lừa đảo cũng giảm hơn 70%. Điều này cho thấy xác thực sinh trắc học đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa giả mạo thông tin. Sử dụng thông tin sinh trắc học để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khẳng định là chính chủ khi mở tài khoản, khi mở thẻ, khi mở ví, hạn chế sử dụng các cái tài khoản không chính chủ trong cái việc thực hiện các hành vi lừa đảo. Giờ đây, các đối tượng lừa đảo muốn giả mạo tài khoản ngân hàng cũng khó, bởi việc ăn cắp thông tin cá nhân vẫn có thể xảy ra, nhưng sẽ khó mà ăn cắp được khuôn mặt để mà thực hiện sinh trắc học. VPBank hân hạnh đồng hành cùng chương trình.